Vâng, kính chào quý anh chị. Anh chị đang tìm cho mình một chiếc xe trẻ trung thì bên em vừa về đúng một chiếc xe rất hợp lý anh chị nhé. Đâu đấy tầm nhô 7 đồng cái anh chị đã sở hữu cho mình chiếc CX5 bản 2.5. Đấy ạ. Chiếc này thì là xe biển Hà Nội một chủ, từ đầu đăng ký tháng 12/2019, chạy 4.1 zin anh chị nhé. Đây này, với điều hòa hai vùng, phanh điện tử, bệ để tay và có chế độ lái sport, vô lăng có tích hợp với này, nút bấm, màn hình Android, cam hành trình, cửa sổ trời đầy đủ đấy anh chị nhé. Cốp điện, ghế cũng chỉnh điện và nhớ vị trí ghế, với tầm tài chính loanh quanh 700 triệu. Nhìn một chút là anh chị đã có cho mình một chiếc CX5 rồi nhá. Xe rất đẹp luôn. Cảm biến trước sau, đèn full LED. Đấy, la răng hình cánh hoa anh chị nhá. Cam kết chất lượng xe, xe không lỗi lầm gì luôn anh chị em nhá. Để nổ start top, ghế phụ cũng được chỉnh điện này anh chị này. Đấy, rất đẹp luôn.